Rồi, nay thầy ôn tập chương 2 để thứ bảy các em làm kiểm tra giữ ghi ha. Rồi, vô, thầy ghi sẵn cái đề này nè. Rồi đâu, bảng số 8 nhắc cho thầy nhớ coi. Hàm số này là hàm số tên gì vậy? Alo, số 8 ơi. Anh Thư. Anh Thư đâu rồi anh Thư? Rồi, vô xong mà trốn học rồi. À, đâu số 9 ơi. Rồi, mấy bạn nhiên có vấn đề, còn mấy an có vấn đề nữa không? Rồi, hai bạn anh Thư trốn học ha. Tí nữa thầy xử sao. Rồi, số 5. Thôi kỳ này xuống nhà thầy. Thôi, chứ nãy thầy kêu đâu. À mới đi vệ sinh cho thầy. Trời ơi, vậy nó trốn không chịu. Rồi, Đâu có đâu, này đi vệ sinh rồi trả lời cho thầy. thầy biết coi, hàm này tên là gì đây? Làm nào thầy. Đây, trên màn hình nè. Đây. Không có gì đâu. Không có gì hả? À. Thầy xe rồi mà. Hàm này tên gì? Tên nha, tên nha. Chứ mà không có hỏi đồng biến nghịch biến. Hàm số gì? Bật máy. Bậc nhất. Bật nhất. Ủa? À đúng rồi. Nhìn vô đâu, nhìn vô đâu mà biết tên hàm số. Ngã thư, nhìn vô đâu thư. Nhìn vô cái bậc cao nhất của x nè. Rồi, ok. Rồi nhắc, nhắc lại cho hai cái dạng nó luôn coi. Cái dạng của hàm số bậc nhất coi, nó là gì? Thư. Dạng gì Dạng hàm số bậc nhất y bằng gì? ừ. À, quên học hành A cộng B AX cộng B rồi dân bé này rồi ok rồi làm đi bắt đầu làm rồi hãy cho 1 phút suy nghĩ nha. Rồi đâu số 9 vô chưa? Số 9 chưa vô. Số 9. Rồi xuống Dung. Dung làm con ai hai cái? Ờ, giờ là A là 2M trừ 4. Rồi, ok, chính xác. B là M thì Rồi, ok, chấp nhận. Rồi, tiếng Anh ai trốn nữa rồi ha. Rồi, cô B, số 11. dạ Rồi, nhắc cho thầy coi. Nhắc cái này mà các bạn nghe coi hàm số đồng biến khi nào và nghịch biến khi nào.
Dạ, là nó cũng nó lớn ở đồng biến khi mà lớn hơn không, dạ lớn hơn không, Ai ai lớn hơn không? Thầy hay em? dạ dạ a Ừ. lớn hơn không, A lớn hơn không là gì? Đồng biến hay nghịch biến? đồng biến, Đồng biến. Còn A âm. dạ là nghịch biến Rồi, ạ. ok. Rồi, vậy câu này. Đầu tiên là đồng biến. Hàm số đồng biến khi nào? Hàm Dạ số đồng khi A biến lớn hơn, khi và chỉ khi A lớn hơn không, tức là dạ 2m trừ 4 lớn hơn, M trừ 4 lớn hơn không. Rồi, tương đương. Rồi, 2m lớn hơn 4, ok. Rồi, sao nữa? m lớn hơn 2. Ừ, M lớn hơn 2. Rồi, chính xác. Dạ hàm số nghịch biến. Ừ, rồi, được rồi, cảm ơn em. Rồi, đâu duyên duyên cho thầy biết hàm số nghịch biến khi nào? À, quên, thầy quên, à, mic hư hả? Rồi, phát. Số 13. Hello, phát ơi. Rồi, thầy nghe. Rồi. Rồi, hàm số nghịch biến khi nào em? Ừ, đây nè, nhìn nè. Nhìn trên nè, hàm số nghịch biến khi nào? Khi A âm. A của mình là gì? Bảng trên xác định A cho rồi nè. Anh A bốn là nhiêu? L hai m trừ 4 M trừ 4. Nghịch biến thì A nó sao? bé hơn không, A bé hơn không. Rồi, vậy định giải ra tương đương với M sao? Rồi, chuyển tới qua, làm từ từ luôn. Chuyển 4 qua bên này thì ra gì? Chuyển cục qua bên. là 4 4 thì tương đương với M nhỏ hơn nhiều. hai Nó hơn 2. Rồi, kịp không em? nó được rồi Cái chỗ xác định AB này được chưa? rồi được A là số đứng phía trước x, còn B là số đứng một mình, không có đứng chung với x. Rồi, ok. Rồi, vẽ. Rồi, cô C vẽ. Vẽ hay mình làm gì trước đây? Dùng. Dạ. Vẽ thì mình làm gì trước em? Câu C nè. Vẽ cái quên rồi Quên rồi. Có bạn nào nhắc thầy. bạn không? Số 4 nhắc bạn sao số 4? Quên ngày sau thứ bảy kiểm tra. Ừ. Không, Hồng Ngân nhắc bạn coi. Dạ, thầy kêu gì thầy? Trời ơi, nãy giờ thầy kêu gì, nãy thầy nghe thầy giảng không? Lắng nghe. Giờ câu C nè, vẽ nè. Vẽ thì giờ mình làm cái gì? Làm cái gì trước mới vẽ được? Dạ. Ừ, giờ mình làm cái gì trước mình mới vẽ cái đồ thị của nó được? Phải tìm A với B của nó. Tìm A B. Rồi, thầy cho em M bằng 1 nè. Rồi mình làm cái gì? Rồi, giờ trong đầu mấy đứa nhớ đường tròn không à hả? Nhớ đường tròn mang kính dây cung không à hả? Không có nhớ mấy hàm số nữa hả? Sao nhớ không Ngân? Vậy hãy cho M bằng 1 nè. Thì làm gì? Đâu thi? Trúc Thi, nhớ bạn thôi Trúc Thi. Dạ là thế cái m bằng 1 này vô cái hàm số. Đúng rồi, mình muốn vẽ hàm số đúng không? Thì mình phải biết hàm số của mình là gì. Thì thầy đã cho bằng 1 rồi nè. Vậy thế vô đây. Coi cái y bằng cái gì đó.
À, được không Ngân? Nhớ không Ngân? Dạ yeah, được rồi. Rồi đâu Xuân Dung thấy cho thầy coi. À, dạ là 2 nhân 1 trừ 4. Ừ, ra nhiều. Dạ là trừ 2. Rồi, trừ 2. Rồi, phía sau là gì? À, dạ là cộng 1. Cộng 1. Rồi đây nè, m bằng 1 nè. Rồi chỗ nào có m thì mình thế bằng 1 vô chỗ đó. Rồi sau đó làm gì nữa Dung? Dạ, sau đó ta đi lập Quên. cái vạch trị À, diện. đúng rồi, đi làm bảng giá trị. Dạ. Rồi làm cái này coi coi. Cho mấy điểm nhớ không? Dạ, cho 3 điểm. Cho 2 điểm là được rồi, 2 điểm là đủ rồi. Rồi đâu bạn nào nhắc cho thầy cái đồ thị của cái hàm số bậc nhất này nó có dạng là gì? Đâu Vinh coi. Alo, số 12 ơi. Dạ. Đồ thị của hàm bậc nhất này nó có dạng là gì? Đường thẳng hay là đường cong hay là đường gấp khúc hay À, gì? thầy là đường đường thẳng. Ừ, là đường thẳng. Rồi tiếp tiếp vô mày. Giờ cháy vẫn nhiều. Dạ là trừ 2. Cho số nhỏ nhỏ thôi. À dạ trừ 1. Không. À dạ không. Ừ. Dạ được. Bao nhiêu nữa? À, trừ 1. Trừ 1 hả? Ừ, rồi thích thầy chịu. Vậy trừ 1 nó nằm bên bên trái của số 0 nha. Trừ 1, rồi bên đây không. Em muốn thích cho như em cho là quyền của em nha, nhưng mà đừng cho số lớn quá. Cái trục của mình nó bé xíu à, cho số lớn quá sợ vẽ. Rồi tính đi cho thầy coi. Là A1 thôi. Chắc chưa? Chắc chưa? Dạ, đỡ cái thầy. Dạ đừng nói bấm máy tính nha. À, dạ là 3. 3 trừ 2 nhân trừ 1 ra 2, 2 cộng 1 ra 3. Rồi hàng bên này. Dạ 1. 1. Rồi giờ vẽ sau đây. Là xác định x với y. Đây nè. Đây là điểm A nè. Đây là điểm B nè. Rồi, điểm A vẽ sau đây em. Điểm E là ngay cái trục dưới thôi, Dưới. nhích lên tí thôi. Sao? Nói sao cho thầy hiểu rồi. Trừ 1. Trừ 1 lấy bên trái hay bên phải? Dạ bên phải. Trừ 1. Ủa ở bên trái. Trừ 1 mà bên phải chắc chắc thầy quánh quá. Bên trái. Rồi sao nữa? Trừ 1 nè. À dạ nói lên Nói gì thì dễ thẳng đứng. dễ thẳng đứng lên ba Dễ thẳng đứng lên. nói về Rồi sao nữa? Ngay chỗ 3 nè. Ngay chỗ 3 nè, sao? dạ nói về Kẻ nói về kẻ vuông góc qua. kẻ dương gốc dạ. Nhớ hai thằng này là kẻ thẳng đứng và kẻ vuông góc qua nha. Kẻ thẳng đứng xuống và kẻ vuông góc qua. Rồi ngay chỗ này là trừ 1, ngay chỗ này là 3 nè. Rồi đây là điểm nào đây? Dạ điểm dạ điểm Điểm đầu tiên, đây em muốn đặt gì em đặt? D A D B đi. Rồi điểm B chế sau đây. dạ điểm B là từ ngay không kéo lên. Tại ngay không? Không nè. Kéo thẳng đứng lên nè. Rồi là nó trùng với OY luôn đó. Kéo lên Dạ. tới đâu? Dạ, nghe cái số 1 quá À, kéo thầy. lên số 1 thôi ha. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ là điểm B. Rồi ngay chỗ số 1 là Y nè. Kéo vuông qua thì hai đường nó cắt nhau tại đây luôn nè. Rồi đây là điểm B nè. Vậy thì cái đồ thị của mình làm sao em? Làm sao để ra được đồ thị?
Dạ là dạ anh là dễ đường thẳng. Dễ đường thẳng rồi, đây đây. Anh dạ đâu? Chứ gì nữa, thầy có dễ đường cong đâu. Dạ dễ đường thẳng đi qua A, B, phải. Đi qua A, B rồi đây, thằng này nè đúng không? Dạ. Rồi, ok, chính xác. Rồi, xong chưa? Dạ chưa. Chứ làm gì nữa? Dạ ghi thêm câu là y bằng trừ 2x cộng 1. Rồi, y bằng trừ 2x cộng 1. Rồi, xong chưa? Alo Dung, Dung, xong chưa Dung? À, dạ, chắc rồi. Chắc rồi, ghi đây ha. Ghi bằng y bằng 2x cộng 1 đây ha. À dạ, đúng. Ghi ngay cái đường thẳng đi qua A với B. Ừ, vẽ xong thì phải ghi tên đó. Rồi ghi tên dạ. Thằng này nè, y bằng 2x cộng 1. Ờ trừ chứ. Y bằng trừ 2x cộng 1. Rồi đó, là xong, xong một bài. Rồi hết bài 1. Rồi nhớ lại chưa, ký ức quay về chưa mấy đứa? Số 4 nhớ chưa, số 4? Chắc nhớ thôi. Ờ, chắc nhớ, giờ này mà còn chắc nhớ. Thứ bảy kiểm tra giữa kỳ là báo điểm về gia đình luôn đó nha. Chuẩn bị tinh thần nha. Rồi phát theo kiểu không em? Cũng được hả? Ừ. Rồi ok mình qua ha. Rồi mình qua bài số 2. À, các em bắt đầu suy nghĩ. Rồi Vinh cho thầy biết coi, còn nhớ cái điểm thuộc đường thẳng là mình làm sao không? Dạ. Giờ điểm A nè, thầy có tọa độ là XA, IA. Giờ thuộc đường thẳng D. Y bằng A, AX cộng B. Rồi điểm thuộc đường thẳng thì sao? Nhớ không?
Thầy mình thấy y a vô y. À, chỗ này là tung độ nè, thầy thế vô tung độ. Sao nữa? X a vô vô x. À, chỗ này là hoành độ nè, vậy mình thế vô hoành độ. À, các em suy nghĩ coi. Rồi, số 9 vào chưa? Số 9 cũng chưa vào luôn hả? Số 9 đăng nhập xong rồi đi đâu mất tiêu rồi. Dạ. Ờ sao vậy? Sao nãy giờ thầy kêu im ru vậy? Hồi nãy đi lấy đồ thầy. Trời ơi, học mà đi lấy đồ. Người ta học người ta rớt có cái viết xong người ta lụm cái viết xong mà mất kiến thức căn bản rồi em còn đi lấy đồ nữa rồi tới chừng nào nữa. Rồi chuẩn bị làm câu A cho thầy nha. Dạ. Rồi suy nghĩ đi, cho thêm 2 phút nữa đó. Rồi, số 9, làm câu 2 cho thầy kìa. Thế A là 1. Sao? Hết giờ. Dạ, y bằng. Sao thầy vẫn còn đang nghe đây? Sao Thư còn nhớ không Thư? Hay quên mất tiêu rồi? Đây, nhìn bên đây, thầy mới nhắc xong nè, nhìn bên phải nè. Bởi đi thi là viết bùa là lỡ viết được này đúng không? Thì ghi này luôn đúng không? Hay sao? Ừ. Thí dụ bữa nào quên viết bùa thì viết cái gì? Ghi gì vô bài làm? Vậy là ghi thế A. Ở đâu ra cái này em phải giải thích đàng hoàng chứ. Rồi thế cũng được, còn ghi là ta có. A có tọa độ là 1, 5. Vào D. Ờ, thuộc D. Y bằng 2X cộng 1. Hoặc là em có thể lại ghi là A có tọa độ là nhiêu đó. Thế A vào D cũng được. Sao cũng được. Nhưng mà phải giải thích nha.
chứ không có tự nhiên mà b cái kết quả này vô được. Dạ. Rồi tương đương mà ra nhiêu em? Trời ơi, lớp 9 rồi mà còn bấm máy tính cạch cạch nữa. 5 trừ 2 ra nhiêu? Dạ 3. Ừ, ra 3. Sao được không? Đúng không? Dạ. Ờ, vậy mà nói với thầy không biết làm nữa sao? Làm màu màu luôn mà không biết làm. Rồi, câu B. Rồi, câu B đâu? Bạn số 5 làm cho thầy coi. Đề thi của thầy có câu này nha. Sao? Gia đình có êm ấm hay không là dựa vào câu này nè. Câu này là câu trên 5 điểm á. Rồi sao Như quên hả Như? Dạ quên rồi thầy. Rồi nó rồi đây nhìn nhìn cho thầy. Giờ thầy đường thẳng của thầy thì bá đại đi, nó muốn nằm sao nó nằm kệ nó, thì thầy bẻ vậy ha. Điểm A nè, điểm B nè, vậy cái đường thẳng của thầy nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng trừ 3. Rồi vậy là điểm nào, điểm A hay điểm B? Dạ điểm B của điểm A. Trục này là trục gì, nhắc thầy nghe coi. Dạ trục tung. Trục này nè. Của trục hoành. À trục hoành. Trục này trục gì? Dạ trục tung. Trục tung. Vậy thì người ta nói là cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng trừ 3. Vậy là điểm A hay điểm B? Dạ điểm B. À, điểm B. Ờ điểm B nè, đường thẳng màu đen nè, trục tung màu đỏ nè, thì hai đường cắt nhau tại đây nè. Vì một cái điểm nằm trên đây nè, thì hoành độ của nó bằng nhiêu? Dạ không trừ 3. Ờ không trừ 3. Được không? Em muốn biết hoành độ của nó thì em lấy điểm này nè, em chiếu vuông xuống trục hoành thì thấy ngay ô nè, thì là không đó. Rồi nhớ chưa? Nhớ chưa Như? Dạ thầy. Ừ. Rồi giờ ghi sao đây? Dạ ta có. Ừ, ta có. Ta có hay tao có? Dạ ta. Ờ, ta có. Đặt là điểm B. Ừ, điểm B, rồi em cứ nói đi. Dạ B 0 trừ 3. B 0 trừ 3. B 0 trừ 3. Rồi sao nữa? Thuộc D chia Y. Thuộc D. Rồi ghi phương trình của D ra. Y bằng gì? Y bằng 2X cộng M. 2X cộng M. Rồi ở đâu mà em có cái này đâu, em nói thầy nghe coi. Đâu có cái này vậy? Như đâu ra cái này vậy Như? Nói thầy nghe coi Như. Dạ không biết luôn. Không biết hả? Đề nè. Được không? Dạ. Rồi em phải ghi lại ha. Mình ghi lại cái đề là D. D cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 hay gì đó. Rồi mình mới suy ra được cái này nha. Chứ không có đâu mà tự nhiên trên trời rơi xuống cái điểm B này ha. Dạ. Các em nhớ biết làm là một chuyện, còn phải trình bày là một chuyện khác nữa nha. Chứ không phải cứ ghi đáp án ra là được đâu. Rồi vậy suy ra gì em? Ừ? Gì? Nó lớn lên thầy nghe kìa. Dạ thầy. Sao? Mạnh dạn lên. Vướng chỗ nào cứ nói, thầy giải quyết cho. Ra ngoài. Em cậu ơi, thầy nhớ nhiều
gì vậy Như? Dạ em con nó Như. À, em phá hả? Dạ. Nó phải xong rồi. Rồi chú ý nha, coi nha, tí thầy gọi lại nha. Rồi số 6 tiếp cho thầy coi. Dạ là 2 vô là trừ 3 bằng 0 cộng m suy ra m bằng bằng trừ 3. Trừ 3 bằng 2 nhân 0 cộng m. Rồi chính xác. Y nè, thế vô y. X nè, thế vô chỗ của x. À, cộng m chứ nhầm. Rồi, xin ra m bằng nhiêu em? Dạ, m bằng trừ 3. M bằng trừ 3. Rồi, ok. Rồi, số 5 quay lại được chưa? Dạ rồi. Rồi, làm câu C coi. Dạ. Các em quên thì cứ bẻ cái hình ra nha, không sao nha. Để nháp ra. Thầy không có cấm mấy em vẽ đâu. Vẽ đại một đường thẳng thôi. Muốn vẽ sao vẽ? Tại mình chưa biết nó nằm sao mà. Rồi nó cắt trục hoành là cắt điểm A hay điểm B em? Nó cắt điểm A. À, điểm A, vậy điểm A có tọa độ là gì? Đây là 2. Ừ, 2 gì nữa? Dạ 2 0. 2 0. Rồi, có bạn nào không kịp không? Có bạn nào không biết tại sao ra được cái tọa độ này không? Rồi, vậy mình trình bày câu này sao em? Dạ, ta có D cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. D cắt trục hoành. Cắt trục hoành thì em có thể viết gọn là OX nha. Rồi, tại gì đó. Rồi, thì mình suy ra được gì đây? Dạ, C. Ờ, điểm A mình có rồi trên ha. Vậy mình đừng gọi điểm A nữa. Chỗ này mình gọi điểm C đi. Dạ, C20. C20. Thuộc D. Thuộc D, rồi. Bằng 2. D là gì đó? D là gì đó? Các em tự ghi ra. Rồi, sao nữa? Dạ, suy ra là 0. Không bằng 2 nhân 2. Cộng gì? Nhanh lại. Dạ cộng 0. Ừ, sao cộng 0? À, dạ cộng m. Ờ, y bằng 2x cộng m nè. Thì em thế 0 vô đây, em thế 2 vô đây. Còn như em ghi lại hết. Chỗ nào mà em không có thế thì em phải ghi lại nha. Rồi, vậy m bằng nhiêu em? Dạ m bằng 0. Ừ, chắc chưa? Dạ, đúng. Nhiều chốt coi. Sao? Đừng nói thầy đi bấm máy tính 2 x 2 ra nhiêu nha. Dạ là bằng 4. 4 hả? Sao 4? Em chuyển vé nó qua bên này nữa mà. Em chuyển vé nguyên cục này qua bên này nữa mà. Trừ 4. Ờ, trừ 4, ẩu không. Được chưa? Ổn chưa? Dạ ổn. Ừ. Rồi nhớ coi lại ha. Rồi bài số 3 ạ. Cho đây. Một, hai,
Rồi, bắt đầu suy nghĩ. Rồi nó phát hành hay công an có phát? Alo, số 13 ơi. Rồi, hàng đầu tiên. Rồi, hàng số đồng biến. Lý do? Hàng số này đồng biến hay nghịch biến? Rồi, đồng biến. Lý do? Là vì nó lớn hơn không? Ai lớn hơn không? Hai ít. Hai thôi, không có ít. Mình chỉ lấy hệ số A thôi. Rồi hai lớn hơn không? Suy ra, đồng ý. Rồi, thằng đây phải luôn em. Rồi đồng ý hay nghịch biến? Lý do? Câu này là một tiếng. Lý do? Thì anh hai bé hơn không? Trừ hai bé hơn không? Suy ra nghịch biến. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi vẽ, vẽ coi đâu, số 11 vẽ cho thầy coi. Gì đây, giờ vẽ sao, sao mới vẽ được đây? Dạ là xét cái bản. À bản gì? Dạ cái bản giá trị. Bản giá trị. Rồi bảng giá trị mình cho mấy giá trị em? Dạ hai giá trị. Cho hai giá trị là đủ rồi. Rồi x. Rồi em cho bao nhiêu? Không không với một. Giờ hàm nào trước, rồi hàm dưới trước, hàm trên trước đi. Y bằng 2x cộng 1. Rồi 0 với 1. Rồi tính ra thầy có nhiêu? Dạ 1. 1. 3. 3. Rồi hàm thứ 2. Dạ cũng xét bảng giá trị cũng không với một. Không một luôn hả? Không một luôn vậy thôi. Không một luôn vậy thôi, hay làm chung trên này luôn cho nhanh. Rồi y bằng trừ 2x cộng 5 nè. Rồi x bằng 0, y bằng nhiêu? Dạ 5. 5. Rồi, x bằng 1. À, 3. 3. Rồi, các em có thể lập riêng hoặc lập chung gì cũng được nha. Tùy theo giáo viên của các em khó hay dễ. Nếu giáo viên khó quá thì thôi lập hai cái bảng riêng đi, đừng lập chung. Nhưng khi bị bắt lỗi đó. Rồi, vẽ. Rồi, vẽ sao đây em? Dạ, không với một là đặt số 0 chữ O. Đây, số 0 nè. Dạ. X. Dạ, trục O, X là 1. Rồi, X bằng 0, Y bằng 1 là điểm nào? Dạ. Trên dưới trái phải? Dạ, trên. Trên. Lên nhiều? 1. Dạ, 1. Lên 1, rồi ở đây đúng không? Yeah. Là điểm này luôn đúng không? Yeah. Có vẽ gì nữa không? Dạ yeah, không. Rồi ok. Rồi qua điểm bên này. 1, 3 vẽ sao đây? Dạ yeah, bên phải là 1. Phải là 1.
Ở trên là 3. Trên là 3. Rồi, sao nữa? Nói lại. Nói vậy ha. Dạ không, vuông góc. Vuông góc, vuông với ai? Để vuông với... 3. 3 vuông qua. 1 vuông lên. Rồi, sao nữa? Sao để ra được đồ thị này đây em? Dạ, nói là... kẻ xuống. Kẻ xuống. Này. Kẻ qua mấy cái gì cái thằng này gọi là gì? Cái đó còn điểm à, mấy cái điểm rồi kéo qua hai điểm này ra đồ thị. Rồi xong chưa? Dạ ghi trên là d là y bằng 2x cộng 1. Rồi em ghi đây là d thôi cũng được. Tại vì bên đây người ta đã đặt tên D là Y bằng 2X cộng 1 rồi, thì mình ghi gọn nó là D thôi. Còn không thì ghi Y bằng 2X cộng 1. Rồi, thằng bên đây, giải sao đây? Dạ, dạ, kẻ lên 5. Kẻ lên 5. Bên phải 1, bên trên 3. Trên 3, rồi là điểm này luôn nè. Dạ, ủa sao? Có sao đâu, bình thường mà. Rồi sao? Dạ kẻ giống. Kẻ giống. Kẻ qua cái điểm. Kẻ qua cái okay. Kẻ qua cái gì? Dạ kẻ qua các điểm. Kẻ qua hai cái điểm vừa vẽ trên đồ thị đó. Dạ. Chứ kẻ giống hồi nãy thằng này em đi xuống vậy thì cũng kẻ đi xuống nó mới giống được chứ. Rồi sao nữa? Dạ đặt điểm là D phải. Đặt cái gì? Dạ đặt tên là D phải. Đặt tên là D phải. Rồi ok, chính xác. Rồi câu này hơi khó ha. Câu C, câu C thầy nhớ là thầy chưa chỉ đó. Này là bảng giá trị nha. Rồi câu C bạn nào được đâu? Bạn nào tự tin được đâu? Mở mic lên cho thầy coi. Ai im ru hết. Trúc Huy được không? Dạ để con thử. Rồi thử coi. Cái điểm giờ đặt tên vô mấy cái Rồi thầy giải thích cái tọa độ giao điểm cho các bạn này chưa biết, các bạn này chưa hiểu. Rồi hai đường thẳng nè. D1 nè, D2 nè. Thì hai đường thẳng này nè, các em thấy nó sẽ cắt nhau tại cái điểm này nè. Thì cái điểm này gọi là giao điểm của D và D phải. Rồi, tiếp thì. Dạ, hãy đặt tên vô mấy cái điểm. Đặt tên vô mấy cái điểm. Rồi, em cho tên đi. Dạ, ngay cái chỗ mà giao giữa cái D với cái D phải là điểm B. Rồi. Giao giữa D với D phải ngay đây đúng không? Dạ. Điểm B. Rồi tiếp. Cái tọa độ của cái điểm B là 1, 3. Một ba. Rồi xong chưa? Mới nghĩ tới đó. Rồi, người ta kêu em tìm tọa độ giao điểm nè. Em ra được tọa độ giao điểm chưa? Dạ rồi. Vậy xong chưa? Vậy xong rồi. Rồi ok. Rồi có bạn nào có ý kiến khác không? Vinh. Alo Vinh ơi. Thứ 12. Dạ nghe thầy ơi. Rồi thì nghe. Sao có ý kiến nào khác không? Có ý tưởng khác không?
hay là giống bạn luôn? Hello, đâu vậy? Đâu vậy? Bên đâu rồi? Mở mic lên cho thầy coi. Dạ, chắc giống bạn. Chắc giống bạn hả? Rồi, vậy thầy hỏi ha. Vậy lỡ cái bạn làm ở cô B gì gì đây? Ok, Duyên đúng rồi đó. Rồi, giờ thầy hỏi Vinh nè. Lỡ cái bạn làm ở cô B á, ai làm cô B quên rồi, Như hay gì đó đúng không? Như hay Thanh quên, thầy quên rồi. Rồi, lỡ bạn ở cô B vẽ hai cái đường này sai rồi sao? Chị em ra cô C là em ra sai luôn á. Đúng không? Dạ đúng. Vậy sao em biết bạn vẽ đúng? Lỡ xui xui vô rối quá vẽ sai rồi sao? Rồi lỡ người ta hỏi phần C trước, người ta hỏi tọa độ giao điểm trước rồi người ta mới kêu vẽ, rồi lúc đó làm sao? Không lẽ mình là quay xuống mình vẽ trước rồi mình mới quay lên mình tìm tọa độ giao điểm à? Đúng không? Vậy cái cách là nhìn vô đồ thị là cũng được nhưng mà nó không hợp lý lắm. Rồi, giờ em nhìn cho thầy nha. Giờ hai đường này cắt nhau tại B nè đúng không? Vậy có phải là tung độ của nó bằng nhau không? Dạ phải. Nè em nhìn nè, hai đường này nè cắt nhau thì y bằng y nè. Vậy có phải là 2x cộng 1 bằng trừ 2x cộng 5 không? Dạ đúng rồi. 2x cộng 1 bằng trừ 2x cộng 5. Rồi thầy nói lại nha, hai cái đường này nè nó cắt nhau tại một điểm thì lúc đó tung độ của hai thằng này giống nhau, vậy thì lúc đó nguyên cái cục này nè bằng nguyên cái cục này nè. Thì cái phương trình này nè em thấy là nó chỉ có x không á, chứ nó không có y nữa đúng không Tinh? Dạ đúng. Vậy phương trình này gọi là phương trình x là hoành độ hay trung độ em? Hay là hoành độ giao điểm. Vậy phương trình này gọi là phương trình hoành độ. Và phương trình hoành độ này mục đích của mình là để tìm ra giao điểm của hai cái đường này nè, thì gọi là phương trình hoành độ giao điểm. Rồi, ok hết chưa? Rồi giải cho thầy coi, ra x bằng nhiêu. Này là 4x bằng bằng 4. 4. Vậy suy ra x bằng x bằng 1. Rồi x bằng 1 vậy suy ra y bằng nhiêu? Suy ra y bằng 0. Cho em biết, mình thấy vô đâu. Vậy cái điểm B này nè, nhìn kỹ nha, cái điểm B này nó có tọa độ là 1 nè. Rồi tọa độ còn lại là nhiêu? Sao Vân? Được không Vân? Sao Trúc thấy được không? Ok, Duyên đúng rồi đó. Trúc thấy ơi. Thầy ơi, phải mình thay cái x vô cái một hàm số nào đó không? Hàm số nào? Trên hay dưới? Và tại sao? Chứ không phải mình muốn thay mình thay được. Em nói đúng rồi đó, nhưng mà giải thích cho thầy tại sao và thay thế vô hàm nào. Học với thầy là thầy cần hiểu, thầy cần các bạn hiểu rõ tại sao nó lại như vậy, tại sao mình lại làm như vậy. Rồi, có giải thích được không Vinh? Đâu rồi em. Trả lời xong luôn đi rồi tắt mic đi. Ủa này phải, tại vì hai cái tung độ nó bằng nhau nên thế một trong hai cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi, thầy giải thích nè. Giờ điểm này nè, thuộc D đúng không? Thì
cái tọa độ này nè, thế vô đây, thỏa mãn. Mới dạy nãy xong. Điểm thuộc đường thẳng thì đem tọa độ điểm thế vô đây thì nó sẽ thỏa mãn. Thì em thế x bằng 1 nè, vô chỗ này nè. Thì mình sẽ tìm được ý. Hoặc là điểm B này nè, nó cũng thuộc D phẩy luôn nè. Thì tọa độ điểm B nè, thế vào đây nó thỏa mãn. Thì em thế x vào đây em sẽ tìm được ý. Thì hai y này ra y chang như nhau chứ có gì đâu. Rồi, vậy chỗ này các em trình bày là thế x bằng 1 vào D y bằng 2x cộng 1 suy ra y bằng 3. Vậy mình kết luận cái giao điểm của mình là, các em cũng phải trình bày rõ ràng nha, gì đó là giao điểm của ai với ai đó thì ra là điểm B có tọa độ là 1, 3 đây, x, y. Rồi mình nhìn lên cái hình mình thấy nó giống rồi, rất tốt. Còn thấy nó khác cái hình thì nên xem lại nha. Một là cái hình sai, hai là cái phương trình hoành độ giao điểm sai. Rồi được không Vinh, hiểu không Vinh? Dạ hiểu này. Ok, Trúc Thầy hiểu không? Dạ hiểu. Rồi mấy bạn khác có ai không hiểu không? Xuân Du. Dạ hiểu. Ừ. Rồi mình qua bài tiếp theo. Bài 4. Hôm nay thầy ôm thầy đi hơi nhanh nha, tại vì mấy kiến thức này các em đã học hôm qua hết rồi. Cho D rồi bạn Duyên hỏi á, là thí dụ mà lúc nãy cái hình sai á, thì phải sửa lại cho đúng với cái tọa độ giao điểm. Thì em phải tính toán lại xem là cái tọa độ giao điểm em tính bằng phương trình hoành độ giao điểm sai hay là cái hình em vẽ sai. Ha. Hiển nhiên là khi mà em tính bằng phương trình tọa độ giao điểm á, nó ra một cái giao điểm có tọa độ như vậy, mà nhìn lên cái hình á, nó ra một cái tọa độ khác, thì hiển nhiên chắc chắn một trong hai thằng nó sẽ sai. Vậy thì mình phải xem kỹ lại coi thằng nào sai thì mình sửa thằng đó. Thí dụ cái đồ thị của em sai thì bắt buộc em phải vẽ lại cái đồ thị. Tại vì hai câu là hai câu riêng biệt, nhưng mà thí dụ cái đồ thị em vẽ sai thì chắc chắn là câu đồ thị em sẽ không có điểm. Còn cái đồ thị em vẽ đúng mà phương trình hoành độ giao điểm em làm sai thì cái câu phương trình hoành độ giao điểm đó em không có điểm. Thì nếu mà hai thằng kết quả khác nhau thì chắc chắn một trong hai câu em sẽ không có điểm rồi đó. Thì coi thằng nào sai thì mình sẽ sửa lại ha.
Rồi, các em bắt đầu suy nghĩ. Rồi, ông là kiến thức coi. D. Song song với D phải. Khi nào phát? Alo, phát rồi. Số 7 rồi. Rồi, thầy nghe nói đi. Để song song D phải khi nào? Rồi, đúng rồi. Thì mới thấy bằng quét rồi đâu rồi. Số 7, số 7. Thuận phát. Rồi, alo, nói cho em. Thầy thấy bật mic rồi đó, mà thấy em luôn à. Rồi, em rút, rút ra, rút tai nghe ra, ghim lại. Rồi, thầy vẫn nghe em ru luôn. Rồi, coi coi sửa lại mic ha. Rồi, đâu số 5 coi. Dạ thầy. Rồi, thầy nghe. D song song với D phải khi nào? Dạ, A khác A phải. A khác A phải. B bằng B phải. B bằng B phải, toàn. Ừ. Ai dạy? Ai dạy cái này đây? Thầy là không có dạy rồi đó. Sao nhớ lại coi. À, dạ. À, hình như là A khác A phẩy. Rồi dễ trước nè, trùng. D trùng D phẩy. Trùng. A bằng A phẩy, B bằng B phẩy. Rồi. A bằng A phẩy, B bằng B phẩy. Rồi, song song. Nhớ cái hệ số gốc nó mang ý nghĩa là gì không? Nó tạo thành hai cái góc giống nhau, hai góc bằng nhau. Thì hệ số gốc bằng nhau thì tạo ra hai cái góc bằng nhau thì lúc này nó mới song song được. Nhớ chưa? Nhớ chưa Như? Dạ nhớ thầy. Ờ vậy thằng này là gì đây? Dạ A bằng A phẩy. Ừ, A bằng A phẩy. B sao? B khác B phẩy. Ờ, B khác B phẩy, nếu mà B bằng B phẩy nữa là nó trùng luôn rồi. Rồi nhớ hen. Dạ. Rồi trường hợp cuối cùng. D cắt B phẩy. Dạ A khác A phẩy. Ừ, hệ số góc nó khác nhau thì tạo ra góc khác nhau, tạo ra góc khác nhau thì chắc chắn hai đường thẳng sẽ khác nhau thôi. Rồi lúc đó B làm sao? Dạ không. Không gì. Không biết. Không cần. Ừ, không quan tâm, B sao cũng được. Rồi, bạn nào chưa thuộc thì học liền tại chỗ nha. Rồi, câu A, số 4. Hay vậy? Rồi, làm câu A cho thầy coi. Dạ, Cái khó gì? Xong, tiêu. Sao mình như nhắc bạn được không? Dạ là có A bằng trừ 2. Ừ đúng rồi, A bằng trừ 2, tốt. Rồi nhớ cái hàm số bậc nhất này không Ngân? Dạ nhớ. A này gọi là gì đây?
hệ số. Ờ, A cậu tên là hệ số. Hệ số gì? Hệ số. Hệ số góc. Ờ, A gọi là hệ số góc. B gọi là gì? Hệ số tự Ờ, do. đúng rồi. Vậy thì hệ số góc, người ta nói là hệ số góc thay vì người ta ghi chữ A bằng trừ 2 thì nó dễ quá đúng không? Thì người ta nói là hệ số góc cho nó khó khó xíu. Được chưa? Nhớ chưa? Ừ. Rồi, vậy làm câu này cho thầy cái. A là bằng trừ A 2. bằng trừ 2. Tương đương. A là gì? A là gì? Đâu, nhìn vô hàm số bậc nhất của A là gì? A là m trừ 1 Ừ, A là m trừ 1. bằng trừ 2. Bằng trừ 2. Rồi, tương đương m bậc nhất. Tương đương m. Bằng Trừ 1. trừ 1. Rồi, nhớ cho em. Nhớ Nhớ rồi. rồi. Thứ bảy kiểm tra rồi đó nha. Rồi mà ôn đi. Rồi, mấy cái đường thẳng này thầy bôi ha. Được ha, nhớ ha. Rồi, đâu mà số 8 làm cho thầy cô B coi. Hello, số 8 ơi. Nữa. Con bé này lại trốn học nữa. Đâu có đâu thầy, Hả? xin chăm chỉ sao làm Ơi, được sao sao nãy giờ thầy kêu hai ba lần thấy em ru. Rồi, vô con bé. tại vì đang một nửa thầy. Ừ. Vô coi. Tao có gì đây? Về xong xong về. Đây song song đây phải thì sao đây? Chia được gì? Ừ. Thầy mới ghi cái ba cái trường hợp song song trùng cắt nhau mới thì đó, nhớ không? Video hả thầy? Ủa, nãy giờ ở đâu? Vẫn ở đây thầy. Ờ, Nó đâu có lên sắp tả đâu này. vẫn ở đây mà không thấy. Thầy bị làm sao? Con đâu có Ủa, mấy bạn khác thấy không? Dung thấy không Dung? không? Dạ thấy. Ờ, đó, thấy chưa? Ước chuyện. Ước chuyện. Bên mấy em sao rồi đó? Đúng. Rồi, nhắc Chích lại coi. tại cái máy này. Nhắc lại coi, tự tự mình nhắc lại luôn coi. D song song D trùng D phải thì sao? Ừ, nhanh lên tốc độ lên coi. Số 9 nhắc bạn thôi, số 9. Là A bằng A phẩy, B bằng B phẩy. Ừ. Rồi, đâu số 8, tự làm này coi, D song song D phải. A là A không không, A phải B không được. Ừ, A bằng A phải, B sao? Xong sao? Gì song song? Ở Số mà song song với số em được luôn hả? thế dấu này đâu sao ta? Nó Dấu chỉ chỉ. dấu gì? Dấu này hả? Không phải lại. Dấu gì? Cái dấu nó chỉ. Ừ, cái dấu nó chỉ là sao? Ừ. Cái dấu Nó chỉ ngang dọc. à, cái dấu chỉ gì ở đây nữa? Nó B khác, là B khác, B phải.
nhớ chưa? Ủa, nhưng phải lớn hơn mặt bằng. Ừ, mắt mới gì lớn hơn mặt bằng, hồi đó thầy dạy làm sao? Trời ơi, học xong không có chịu học bài gì hết. Rồi, trường hợp cuối là Thầy D cắt D phẩy thì sao? A à. à Cái gì? à phải Rồi, ngồi học liền tốc độ cho thầy ba thằng này coi. Nhanh lên. bằng 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 Ủa, học vậy rồi thầy đảo thứ tự rồi sao? Thầy đảo song song đi lên rồi sao? thì thử đi thầy. Rồi, voi ha. Không có biết lại nữa nha. Viết nhiều quá mỏi tay. Rồi, vô. D song song D phải. Không. À, D D song song D phải là A bằng A phải, B khác B phải. A bằng A phải, B khác B phải. Rồi. Đi qua đi. Rồi, A bằng A phải là gì bằng gì vậy? Thấy số vô anh này. Ừ, thấy vô. 4x. Vậy A, A trước nha. A đâu? A là của D nha. A là hệ số gốc của D. D. D đâu? M trừ 1 x cộng M cái trừ gì? 2. Cái gì? Cái gì? A thôi. A là 1. Ủa? M. M. Không, 1. M hay 1? M. Trời ơi, học tới giờ này mà còn M y bằng AX cộng B. A là gì? Hệ số đứng phía trước X. Cái đó là gì có ít? Nè. Ủa, cái đó là với sao mà? Ừ. À, Nhớ chưa? rồi rồi. Vậy rồi, vậy rồi. Trời ơi, học giờ này mà còn lan man nữa chết rồi. Lỡ giáo viên kiểm tra đột xuất là sao? Thì... Rồi, rồi sao? Sao đây? M trừ 1. Ừ, M trừ 1. Không có x, A thôi. A là hệ số đứng phía trước x thôi. Ủa, không gì hết. Nãy nó AX mà thầy. Đó, thầy ghi ấy hồi nào. Y bằng AX cộng B. Thì A là đúng đó, nó thì A là hệ số đứng phía trước x. Nhớ chưa? Hiểu chưa? Ủa sao nó có chữ x dính với chữ A mà? Ở đây em ghi là A bằng A phẩy chứ cái em có ghi là AX bằng A phẩy x đâu. À rồi sao bằng nhiêu a phải là nhiêu a phải là hệ số gốc của d phải đó hệ số gốc 4 rồi b x cầu không m trừ 2 rồi b phải 1 trừ 1. Ừ, trừ 1 rồi em giải ra cho thầy coi. Rồi bằng nhiêu? M bằng 3. M khác cái trừ gì? 1. Cái gì mà 3? Ủa, 5. Ờ, à, 4 cộng 1 mà ra 3. Ủa, ờ, đúng rồi đúng. Mà khác nhiêu? Trừ 1 chia cộng 2 ra trừ 1. Cái gì trừ 1 cộng 2 mà ra trừ 1? Ờ, ra một chứ không, ra một giờ này mà cộng trừ không xong nó chết rồi. Rồi vậy không lộn chốt lại m bằng nhiêu em? Chốt là 5. M bằng 5 thì nó sẽ tự động nó khác một thôi. Được, là trời. Được chưa? Hiểu chưa? Dạ rồi. Rồi câu C. À, câu C hơi lạ ha. Tôi sẽ có bạn nào được không? Đâu tự giác coi.
Cô C Trúc Thi được không em? Hello, Trúc Thi ơi. Ủa, sao đâu rồi? Em đang mất tiêu rồi. Rồi, Vinh coi. Vinh câu xe được không? Dạ, thầy là cái đây phải là y nó bằng trừ 3x trừ 1 đúng không thầy? Đâu, em nói lại coi. Ờ, từ từ này. Bây giờ mình đi tìm A. Dạ. A bằng rồi, cái điểm này nè. 0 với 1. Ủa câu C hả? Lộn à, câu C. Thầy là điểm A. Rồi cái điểm này em đặt tên nó là điểm A đúng không? Dạ. Ừ. Này là A bằng 2 không? A bằng 2 không. À, mình ghi là sao lại là 2 không? Thầy chỉ nói là nó có hoành độ là 2 thôi, thầy đâu có nói là nó nằm trên trục tung đâu. Hoặc là đâu có nói nó nằm trên trục hoành đâu. Đúng không? Khác, nó khác với bài nãy nha, đọc kỹ nha, đọc kỹ đề nha. Khác đó, không giống đâu. À sao bên được không ơi? Em cứ để mic đi, để mic trả lời xong luôn đi rồi rồi tắt. Rồi, sao? Được không? Ủa thầy. Rồi, thầy nghe, thầy nghe. Chắc có hoành độ bằng 2. Ừ. Đúng độ. Tung động chị tung độ. Tung động mình chưa biết đúng không? Dạ. Ờ, chưa biết thì mình cứ gọi nó là IA đi. Rồi điểm này thuộc ai? Này thuộc D phải. Ờ thuộc D phải. Y bằng 2x trừ 1. Vậy em thế vô đây có phải là em tìm được IA không? Dạ. Ờ, đúng rồi. Rồi vậy tương đương. Đấy, thế tương đương thế là này vô đây. IA thế này vô đây. Bằng 2 nhân 2 trừ 1. Rồi, chính xác. IA bằng 2 nhân 2 trừ 1 bằng thế bằng IA bằng 3. À, bằng 3. Rồi, vậy mình chốt lại điểm A của mình là gì? Đây là 3. À, 2, 3. Ờ, 2, 3. Rồi, nhưng mà người ta không có hỏi cái điểm A này. D các người ta hỏi M. Vậy mình phải làm tiếp. Rồi em thấy là đi cái điểm A này nè, nó ngoài thuộc D phẩy mà nó còn thuộc ai nữa không? Điểm A ngoài thuộc D phẩy còn thuộc đường nào nữa không? Này thuộc D. Ờ thuộc D tại sao? Giải thích thầy nghe coi. Sao Vinh? Tại sao nó thuộc D Vinh? Alo sao sao em tắt mic hoài vậy Vinh? Có vấn đề gì không? Tự tắt hay em nghe em tắt? Mày. Thầy quen. Không quen hả? Cứ để đi trả lời xong luôn rồi tắt. Rồi sao? Sao mà điểm A thuộc D đây? À, được không? Giải thích được không?
thầy nó ghi là D cắt D phải tại điểm có hành đạo bằng 2. Đúng rồi, D cắt D phải nè, đường này nè, cắt đường này nè, tại đây nè. Thì điểm A này nè. Thì điểm A của em vừa thuộc D phải chứ gì nữa. Chịu không? Dạ. Ừ, rồi vậy mình suy ra. Rồi suy ra được gì? Thấy không? À, câu này hơi lạ nha, mấy đứa tập trung kỹ nha. Rồi mình ra được gì Vinh? Này, hay là 3 bằng m trừ 1 nhân 2 cộng m trừ 2. Ừ, rồi m trừ 2, rồi mấy đứa tự chuyển vế tính ra m ha. Rồi được không? Hiểu Vinh? Dạ hiểu rồi. Ok tốt. Rồi có ai không hiểu nữa không? Câu này coi kỹ nha, kiểm tra thầy có cho câu này đó. Rồi, câu D. Dung làm cho thầy câu D coi Dung. Dạ. Câu C hiểu không? Dạ, xương xương thầy. Xương, vậy là câu D phải làm được á. Rồi, vô coi. Ờ, từ từ. Rồi, điểm này gọi nó là điểm gì đi? Muốn gọi điểm gì gọi? Giờ điểm B đi ha. Dạ. À, vô. Hay từ từ thôi. Sau này khi có một cái điểm gì đó thì đầu tiên là em ghi cái tọa độ của nó ra trước. 01. 01. Sao biết 01 đây? Dạ là vẽ trên cái trục tọa độ. Vẽ trên trục tọa độ. Rồi sao? Từ điểm 0 đi lên. Nãy hả? Đây B em hả? Để thầy đấu cho vậy đâu. Thầy cho nè, D phải nè. Nó khác nhau tại đây nè, đâu phải cắt trên đây. Cái đề này khác đề trước mà. À, vậy là 1-0. Sao 1-0? Ủa? Cái điểm này người ta cho tung độ là 1 nè, còn hoành độ là nhiêu? Hình độ là 2. Sao là 2? Lý do gì là 2? Vậy là tại vì D cắt D phải. Người ta có cho hoành độ chưa? Dạ rồi. Đâu? Hoành độ đâu? Dạ câu C. Không, câu D. Câu C, câu D khác mà. Dạ chưa. Chưa thì mình chưa biết đúng không? Dạ. Chưa biết thì gọi tên nó là gì? Gọi tên nó là XB đi em. Dạ rồi. Chưa biết mà chốt. Chốt số như đúng rồi luôn. Dạ. Hiểu không? Dạ. Người hiểu. Ta cho cái gì nè, ghi ra cái đó. Còn cái nào chưa biết thì cứ gọi nó là XB đi nha. Còn cái đề trước của thầy á, đề trước của thầy á là thầy cho cái đường đó, nó cắt OE nè, tại điểm này nè. Thì cái điểm này tọa độ của nó là không là đúng rồi. Còn hằng lại người ta cho tung độ là nhiêu đó thì mình ghi vô. Còn cái đề này thầy đâu có nói là nó cắt OE, thầy nói là nó cắt D mà. Nó cắt D thì D đây nè. Cắt đây nè, điểm B này nè. Thì hoành độ hồi nãy người ta cho 1 nè. Còn tung độ cho 1 nè. Hoành độ người ta chưa cho mà. Đúng chưa? Dạ. Thấy chưa? Thấy sự khác nhau giữa hai đề chưa? Dạ rồi. Rồi tiếp. Giờ điểm B này thuộc ai đây? Giờ điểm B đó thuộc đường hạng D phải. Rồi thuộc D phải. Rồi D phải là gì? Rồi giờ Y bằng trừ 3X cộng 1. Trừ 3X cộng 1. Rồi, thấy chưa? Dạ là suy ra là XB bằng gì? Thế từ trái qua phải. Đừng thấy lộn xộn. Dạ là trừ 3 nhân 1 bằng 1 bằng trừ 3 nhân X
Cái gì? Cộng 1. Viết B đi. Dạ, Thế cộng 1. B vô. Rồi cộng 1. Rồi suy ra XB. Dạ, XP bằng... Chuyển qua, đừng nó... Dạ, ba. Đừng Ba, ba, ba. đừng nó không làm được nha. Dạ, bằng 3. Sao bằng 3? XP bằng... Vô thi tính cẩn thận cái này cho thầy nha. Vô thi mà sai mấy chỗ này là thôi về đừng gặp thầy nữa nha. Dạ là B. Chuyển số 1 qua đây ra nhiêu? À, trừ 1. Ừ, 1 trừ 1 ra nhiêu? Dạ bằng 0. 0 chia trừ 3 ra nhiêu? À, dạ là... Dạ không. Ờ, vậy mà dám nói với thầy ra 3. Em chuyển 1 ra trước. Cái 3 này nè, đâu phải chuyển qua đổi dấu đâu, mà chuyển qua nó sẽ nằm dưới. Tại vì đây là phép toán nhân mà. Phép toán nhân chuyển qua thì nó thành phép toán chia. Rồi, vậy mình chốt lại điểm B của mình có tọa độ là gì? Dạ, 1, 0, 1. À, 0, 1. 0 này là không phải là do ban đầu nó nằm trên trục tung đâu nha, mà do hên á. Do hên thằng này tính toán hồi nó ra 0 á, chứ nó không có giống như bài kia đâu. Dạ. Rồi, điểm B của mình còn thuộc ai nữa không em? Dạ, thuộc đường thẳng D. Ờ, thuộc đường thẳng D, sao vậy? Giải thích thầy nghe coi. Dạ, tại vì D, nó cắt D phải. Ừ, D nè, D phải nè, hai đường cắt nhau tại B nè. Dạ. Vậy thì điểm B này thuộc cả hai đường thẳng chứ gì nữa. Dạ, đúng rồi. Ừ, rồi, chính xác. Rồi, gì đó, ghi lại, nè, ghi lại. Rồi, thế vô. Dạ là... Thế từ trái qua phải nha. Thế từ trái qua phải, không có thấy lộn xộn à. Dạ, dạ là 1 bằng 1 bằng M trừ mẫu mặt ra M trừ 1 nhân x. Những gì? Ủa, nhân không, nhân không. Nhân không. Cộng M trừ 2. À, cộng M trừ 2. Rồi, tự tính, tự chuyển đổi ra tự tính M. Dạ. Rồi, ok, hiểu chưa? Dạ rồi. Rồi, có bạn nào không hiểu đúng không? Hôm nay hỏi nha. Chứ thứ bảy thi là không có hỏi à. Thứ bảy thi hỏi thì không chỉ đâu à. Rồi, thầy cho thêm một bài giảng này nữa để tự làm ha. Tự làm nộp cho thầy. Rồi, hôm nay mình học tới đây thôi. Các bạn nghĩ. Ủa thầy, sao nếu em? Mà thầy cho đề số hết hay là hình với số thầy? Ờ, kiểm tra giữa kỳ thì phải vừa có số vừa có hình chứ. Dạ rồi. Ừ. Kiểm tra những phần đã học. Ờ, tự luận hết nha em, tự luận hết nha Duyên. Cho dễ dễ thôi hả? Không, có cho dễ dễ, cho đúng với cấu trúc đề của các trường khác. Yes, yeah.